Chúng ta đang rất háo hức chào đón năm mới 2024, nhưng cũng không thể quên những thử thách sóng gió của năm vừa qua. Một năm 2023 với những ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị trên thế giới, những khó khăn của nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên thì Việt Nam đã kiên cường vượt qua và để lại những dấu ấn. Anh Tiến Tú này, điều gì khiến anh cảm thấy ấn tượng nhất trong năm vừa qua? Năm 2023 vừa qua thì là một năm mà Tiến Tú có những trải nghiệm hết sức thú vị với nhiều chuyến đi. Và tại nhiều tỉnh thành trên nước ta thì Tú thấy rằng rất nhiều con đường cao tốc đã được khánh thành. Và tại các điểm du lịch thì rất đông khách quốc tế đến tham quan trải nghiệm. Và đặc biệt rằng Tú có đọc ở trên các báo quốc tế và cảm nhận được ấn tượng về sự duy trì đà phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023. Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý vị khán giả, năm qua thì Việt Nam đã có nhiều thành tựu trong các mặt như chính trị, kinh tế, ngoại giao hay các dấu ấn văn hóa xã hội khác. Bên cạnh đó cũng có những nốt trầm để lại những suy ngẫm và trăn trở. Ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi đến với những tổng hợp. Năm 2023, đánh dấu nửa chặng đường của nhiệm kỳ Đại hội 13, Đảng ta đã tổ chức hai hội nghị trung ương là Hội nghị Trung ương lần thứ 7 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7, cùng với việc đánh giá toàn diện, khách quan những thành tựu, Ban chấp hành Trung ương đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm, đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa 13, lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Tại Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành 4 nghị quyết quan trọng, xem xét cho ý kiến quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031. Hai hội nghị Trung ương quan trọng trong năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội 13 khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo vững vàng, sáng suốt của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức Đảng trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xử lý kịp thời có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, để cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Năm 2023, hoạt động đối ngoại của Việt Nam được đánh dấu bởi các chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao các nước. Bên cạnh đó, các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới nhiều quốc gia tạo nên những dấu ấn quan trọng của đối ngoại Việt Nam. Nhìn lại công tác đối ngoại trong năm 2023, có thể thấy rõ vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Thông qua chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi giữa tháng 12 vừa qua, Việt Nam và Trung Quốc đồng ý xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Tháng 9 năm 2023, với chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, hai bên đã thống nhất nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện sau gần 30 năm kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 7 năm 1995. Cuối tháng 11 năm 2023, trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Việt Nam và Nhật Bản đã chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện, đúng vào dịp Việt Nam và Nhật Bản kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đưa Nhật Bản trở thành nước thứ 6 mà Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Như vậy, đến nay, Việt Nam đã trở thành đối tác chiến lược toàn diện với 6 nước, trong đó có 3 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Năm 2023 cũng đánh dấu một năm thành công nổi bật với hàng loạt hoạt động đối ngoại song phương và đa phương rất sôi động, tích cực, đa dạng, toàn diện của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Việt Nam là điểm đến trong các chuyến thăm chính thức của hàng chục nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các quốc hội, nghị viện. Các hoạt động đối ngoại đa phương đã tiếp tục khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực của cộng đồng quốc tế và khu vực với nhiều sáng kiến quan trọng. Năm 2023 cũng đánh dấu sự thành công của Quốc hội Việt Nam khi lần đầu tiên tổ chức thành công Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, qua đó thu hút 500 đại biểu, trong đó có hơn 300 đại biểu quốc tế. Thành công của hoạt động đối ngoại năm 2023 đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng, góp phần tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Năm 2023, Bộ Chính trị ban hành nhiều quy định về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra kiểm toán. Những quy định này góp phần tăng cường kiểm soát chặt chẽ quyền lực của cán bộ, đảng viên,
đặc biệt là của người đứng đầu. Việc tiếp tục điều tra mở rộng giai đoạn 2 vụ án liên quan đến công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, các vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, hệ sinh thái công ty AIC, vụ án xảy ra tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty An Đông, xử lý nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, theo tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Năm 2023, những mục tiêu lớn của nền kinh tế đã đạt được những chỉ số rất đáng ghi nhận. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, tăng trưởng GDP đạt trên 5%, các cân đối lớn được bảo đảm. Để có được sự ổn định này, hàng loạt chính sách tài khóa tiền tệ ở mức lớn nhất từ trước tới nay đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt nhằm hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, hoàn thiện các cơ chế chính sách để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bình ổn tỷ giá, giá cả hàng hóa thiết yếu và tháo gỡ khó khăn cho thị trường tài chính, đất đai, xây dựng, bất động sản. Mặc dù không đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra từ đầu năm, nhưng đây là nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh kinh tế Việt Nam chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có nhiều yếu tố khách quan do ảnh hưởng của thế giới đưa đến. Năm 2023, Việt Nam đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, tạo ra đột phá về các công trình hạ tầng quan trọng, như khởi công dự án nhà ga và đường cất hạ cánh sân bay Long Thành. Sau 3 năm, cả nước đã hoàn thành 730 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường cao tốc cả nước hiện nay lên gần 1.900 km. Đặc biệt, năm 2023 là năm đánh dấu kỷ lục khánh thành, đưa số km đường cao tốc vào khai thác lớn nhất từ trước đến nay của ngành giao thông vận tải, với 475 km. Hiện đang thi công gần 1.700 km cao tốc kết nối Bắc Nam, Đông Tây. Cùng với đó là hàng loạt dự án hạ tầng giao thông khác với tổng mức đầu tư công trên 94.000 tỷ đồng, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn giao thông, từng bước hoàn chỉnh kết nối vùng, tạo động lực để tăng tốc phát triển kinh tế xã hội. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Quốc hội, các bộ ngành địa phương đã có sự thay đổi lớn trong tư duy, có cách làm sáng tạo, giảm thiểu thủ tục hành chính và khâu trung gian, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm tiến độ các công trình, dự án. Trong bối cảnh khó khăn bao trùm thì nông nghiệp đóng vai trò bệ đỡ của nền kinh tế khi hai mặt hàng là gạo và rau quả đã bứt phá mạnh với kim ngạch 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 30,4% so với năm 2022. Xuất khẩu gạo giúp ngành gạo lập kỷ lục lịch sử về kim ngạch xuất khẩu kể từ năm 1989 với mốc 663 đô la Mỹ một tấn trong năm 2023. Gạo Việt có mức giá đắt đỏ nhất so với giá hàng cùng loại của các quốc gia xuất khẩu top đầu thế giới. Cùng với gạo, năm 2023, xuất khẩu rau quả cũng chính thức lập kỷ lục lịch sử khi đạt 5,5 tỷ đô la Mỹ, vượt xa con số 3,36 tỷ đô la Mỹ của năm 2022. Với việc triển khai nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 về cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, cả nước sẽ thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương dựa vào vị trí việc làm, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng. Mục tiêu hàng đầu của chính sách này là để tiền lương phải thực sự là nguồn thu nhập chính, bảo đảm đời sống người lao động và gia đình, trả lương đúng để đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Bên cạnh những kết quả thành tựu đã đạt được trong năm 2023 vừa qua, vẫn có những nốt trầm trong đời sống xã hội để lại hậu quả nặng nề. Thống kê của cơ quan công an, năm 2023, cả nước đã xảy ra gần 2.000 vụ cháy nổ, gần 150 người thiệt mạng, gây thiệt hại vật chất nặng nề. Trong đó, đặc biệt nghiêm trọng là vụ cháy chung cư mini xảy ra ngày 12 tháng 9 tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, làm 56 người thiệt mạng, 37 người bị thương. Những con số đầy ám ảnh nói lên thực trạng đáng báo động trong công tác phòng cháy chữa cháy.
trong đó có tình trạng buông lỏng quản lý để xảy ra việc xây dựng nhiều công trình trái phép, không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy, công tác thanh tra kiểm tra chưa nghiêm dẫn đến vi phạm kéo dài, ý thức bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy của người dân chưa cao, đòi hỏi cần được sửa đổi, chấn chỉnh quyết liệt. Mặc dù Quốc hội, Chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản nhằm gỡ khó cho ngành y tế, song tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư, trang thiết bị y tế ở các bệnh viện từ trung ương đến địa phương vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đặc biệt những tháng cuối năm 2023, tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã xảy ra ở nhiều địa phương, khiến mục tiêu phủ vaccine cho đối tượng trẻ em tại các địa phương đã không được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, do hệ thống văn bản pháp luật còn bất cập, việc thực hiện đấu thầu mua sắm, đặc biệt là đấu thầu tập trung còn vướng mắc, đặc biệt có tâm lý e ngại, sợ sai ở nhiều cá nhân, đơn vị, địa phương. Năm 2023 đánh dấu năm thứ hai liên tiếp, người lao động gặp khó khăn do thiếu việc làm. Tính đến hết năm 2023, số người thất nghiệp tại Việt Nam là hơn 1 triệu người. Mặc dù tình trạng hàng trăm nghìn lao động bị buộc nghỉ giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp đã giảm nhiệt trong các tháng cuối năm. Tuy nhiên, tính chung trong năm 2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp vào khoảng 955.000 người, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2022, tương ứng gần 910.000 người. Những con số này cho thấy tình hình khó khăn chung của thế giới đã tác động mạnh mẽ đến tình hình lao động ở Việt Nam, đặc biệt là đối tượng người lao động có trình độ thấp và phổ thông.